ông thánh bây giờ cũng kêu thuộc bằng ngài. Tôi không hiểu sao mấy ông kêu thuộc cao vậy đó. Sau này rồi mới biết cái gần đây nữa, đó là những năm đầu năm 2016-17, gần đây thuộc mới hỏi mấy gì mà có hỏi luôn vậy đó. Mấy gì mới verify thuộc là reborn, same guy, lập lại cái đạo. Tại mấy gì giải thích chỉ là một người cùng như upgrade cái đạo lên từ Công giáo lên, chứ hai người thì nó không có đúng, thì mới gọi là Chúa tái lâm. Thì sau này nhân loại á, thì họ mới biết là trời Phật trên đầu mình bà tắt mục đích cuối cùng á, bề trên cho một người như phụ nói ra tất cả những gì ở cõi vô hình, cõi trời bằng lời nói thật. Thì nhân loại từ đó mới giật mình, mới tỉnh lại, mới không có còn si mê tiền tài danh vọng và hơn thua nhau nữa. Cuối cùng chiến đấu rồi cũng nằm ba tắc đất, cái hồn bị xử tội có đáng không? Mấy con nghĩ có đáng không gì? Bây giờ những cái thằng mà làm ác mà đến rồi bệnh là như kiểu Steve Jobs hay là Michael Jackson đó, thành con ma bị tội có đáng không? Suy nghĩ đi, không đáng đúng không?